Chào tất cả các bạn. Cái kỹ thuật tiếp theo ở cái bài số 7 này Minh Dương xin giới thiệu cho các bạn, đó là cái kỹ thuật đánh lữ đơn, một trong những cái kỹ thuật cơ bản để tạo cho cái tiếng sáo nó chuyên nghiệp hơn và nghe nó bắt đầu có cuối, và nó giúp cho các bạn phát âm được những nốt trên cao của cái bài trước ấy, nó dễ dàng hơn và xuống những nốt trầm nó gọn gàng hơn. Đó. Vậy lữ đơn là một cái kỹ thuật mà Dương cho là mới lạ đối với những người mới tiếp xúc với cái nhạc cụ bộ hơi. Đó, nói chung và sáo trúc của Việt Nam chúng ta nói riêng. Đó, sở dĩ tại sao lại có Dương lại đưa các bạn học đánh lưỡi vào trong cái thời gian chúng ta đang học phát âm các nốt, đó là nó là một cái phương tiện cực kỳ hữu ích cho các bạn tập phát âm ở các nốt trên cao, đặc biệt là các cái quãng tám ở trên cao. Đó, vậy thì thực hiện lưỡi đơn thế nào? Rất đơn giản, đó là các bạn bỏ sáo ra và các bạn đọc bình thường, đọc chữ tu tu tu, đó ta bật lưỡi, ta cảm thấy ta bật lưỡi tu, đó đúng không? Vậy thì tương tự như vậy, ta đưa cây sáo lên và ta thực hiện cái điều này vào cái cây sáo đó để nó bắt đầu cái, đó là cái việc khởi đầu cho một cái luồng hơi mới, chữ tu này, đúng không? Đó, đó chính là đánh lưỡi đơn. Đó, ví dụ ta đánh lưỡi đơn trên nốt đô chẳng hạn, tu đó, còn không có lưỡi thì nó sẽ là đó, nghe nghiệp dư mà nghe nó không có đầu của cái nốt nhạc, ta cần phải có một cái khởi đầu lên những nốt cao rất đơn giản, các bạn chỉ cần bật lưỡi khỏe. Bật lưỡi khỏe không có nghĩa là tức là thổi khỏe, thổi mạnh, mà cái cơ lưỡi được bật khỏe. Đó, khỏe là đó, khi học ở cái bài này chúng ta sẽ áp dụng luôn vào cái bài tập ở bài 6, từng nốt một. Nhưng mà ta sẽ có như phát đô hai ba bốn, rê hai ba bốn như vậy, đó lưỡi đơn là cái kỹ thuật mà các bạn phải học, chắc chắn phải học, và các bạn không chuyên rất hay quên đánh lưỡi và các bạn rất lười đánh lưỡi thì tiếng sáo các bạn nghe nó không bao giờ có thể cải thiện được. Đó, nhiều bạn đã đến nhà Dương để chơi và học hỏi và tại sao em học mãi thổi mãi mà sao vẫn không được. Đó, mình chỉ cho là bạn thiếu cái phần đánh lưỡi này. Đó, để nó bắt đầu cái câu nhạc nó có chủ định, có mục đích thì nghe chuyên nghiệp hơn, và các bạn cũng đã sửa và đúng là có hiệu quả rất hay và nghe rất là chuyên nghiệp và dễ nghe. Đó, các bạn phải thực hiện ngay cái lưỡi đơn này, đấy là kỹ thuật đánh lưỡi đơn vào các cái nốt nhạc rất đơn giản nhưng mà rất quan trọng. Đó, hôm nay thì chúng ta chỉ học cái kỹ thuật lưỡi đơn thôi, và các bạn cũng vẫn tiếp tục tập luyện những cái bài tập đằng trước, đó là phát âm các nốt thật tròn thật đẹp đi, rồi chúng ta sẽ học những bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.